Liên quan đến việc Hezbollah thông báo bổ nhiệm ông Qasim làm thủ lĩnh mới của nhóm, thay cho ông Hassan Nasrallah, người đã chết trong trận không kích của Israel ngày 27 tháng 9. Ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đăng ảnh tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qasim cùng lời đe dọa hạ sát ông này. Đây chỉ là việc bổ nhiệm tạm thời, ông ta sẽ không tại vị lâu. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đăng trên mạng xã hội X ngày 29 tháng 10 như vậy, kèm theo ảnh tân thủ lĩnh Qasim của Hezbollah. Trong bài đăng bằng tiếng Hebrew, ông Gallant viết bắt đầu đếm ngược. Ông Naim Qasim sinh năm 1953, từng giữ chức phó thủ lĩnh Hezbollah từ năm 1991. Ông được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh của Hezbollah bởi tổng thư ký lúc bấy giờ của nhóm vũ trang này là ông Abbas al-Musawi, người đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel vào năm 1992. Ông Qasim vẫn giữ vai trò phó thủ lĩnh khi ông Nasrallah trở thành thủ lĩnh, và từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài, kể cả trong khi xung đột xuyên biên giới với Israel diễn ra dữ dội trong năm ngoái. Ông Nasrallah đã bị giết vào ngày 27 tháng 9 trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut, và nhân vật cấp cao của Hezbollah là Hashem Safieddine, được coi là người kế nhiệm có nhiều khả năng nhất, cũng đã bị giết trong các cuộc không kích của Israel một tuần sau đó. Kể từ khi thủ lĩnh Nasrallah bị giết, ông Qasim đã có 3 bài phát biểu trên truyền hình, bao gồm một bài phát biểu vào ngày 8 tháng 10. Trong đó, ông cho biết nhóm vũ trang này ủng hộ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn cho Liban. Nhiều người ở Liban coi ông là người thiếu sức lôi cuốn và thiếu uy tín, không được như ông Nasrallah. Trong phát biểu chính thức bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội X, chính phủ Israel cho biết nhiệm kỳ của ông Qasim ở vị trí này có thể là ngắn nhất trong lịch sử của tổ chức khủng bố này nếu ông đi theo bước chân của những người tiền nhiệm Hassan Nasrallah và Hashem Safieddine. Không có giải pháp nào ở Liban ngoại trừ việc giải thể tổ chức này như một lực lượng quân sự, bài phát biểu viết. Liên quan đến Iran, tư lệnh IDF tuyên bố Israel sẽ tập kích Iran bằng năng lực chưa được sử dụng nếu Tehran đáp trả vụ tấn công trước đó của Tel Aviv. Nếu Iran mắc sai lầm và tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa vào Israel, chúng ta sẽ một lần nữa thể hiện cách tiếp cận đối phương để tung đòn tập kích rất mạnh. Tư lệnh lực lượng phòng vệ Israel Herzi Halevi phát biểu tại căn cứ không quân Ramon hôm 29 tháng 10 trong chuyến thăm các lực lượng tham gia tấn công Iran cuối tuần trước. Tướng Halevi cảnh báo rằng Israel sẽ triển khai những năng lực chưa được sử dụng nhắm vào các mục tiêu được bỏ qua trong cuộc tập kích hôm 26 tháng 10 nếu Iran tiếp tục trả đũa. Sự kiện này vẫn chưa kết thúc, ông tuyên bố. Tại cuộc họp đánh giá kết quả vụ tấn công Iran, tướng Halevi cũng khẳng định Israel chưa tung hết sức và có năng lực để làm nhiều hơn thế nữa. Trong vụ tập kích rạng sáng 26 tháng 10, máy bay Israel đã khai hỏa nhằm vào loạt mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Iran, trong đó có cơ sở sản xuất, triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái, cũng như hệ thống phòng không. Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận ở các khu vực Tehran, Karaj, Isfahan và Shiraz. Đây là động thái nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel hồi đầu tháng. Ảnh vệ tinh cho thấy dường như Iran đã chịu một số tổn thất trong vụ tập kích, có thể hạn chế khả năng tác chiến của Tehran trong tương lai. Tuy nhiên, Iran tuyên bố đã đánh chặn lượng lớn tên lửa và chỉ hứng chịu thiệt hại hạn chế sau cuộc tấn công. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Israel đã tính toán sai lầm, đồng thời cho rằng không nên thổi phồng hay hạ thấp cuộc tấn công. Tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami tuyên bố Israel không đạt được các mục tiêu đề ra và cảnh báo đối phương sẽ phải hứng chịu hậu quả cay đắng không thể tưởng tượng nổi. Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 93 người Palestine đã thiệt mạng và mất tích, hàng chục người bị thương trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thị trấn Beit Lahia, phía bắc Gaza vào thứ Ba ngày 29 tháng 10. Ngôi nhà của gia đình Nasser ở Beit Lahia Project đã bị đánh bom. Ngôi nhà có 4 tầng, có hàng chục người trong đó có hàng chục người di tản. Ngôi nhà đã bị đánh bom mà không có cảnh báo trước. Với vụ tấn công mới nhất này, số người Palestine tử vong do các cuộc tấn công liên tục của Israel vào dải Gaza đã vượt quá 43.000 người, hơn 101.000 người bị thương. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã lên tiếng, gọi vụ tấn công khiến 93 người chết này là sự việc kinh hoàng và đề nghị Israel làm rõ những gì đã xảy ra. Tại cuộc họp báo ở Washington ngày 29 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường trong sự việc này. Đây là diễn biến kinh hoàng, gây hậu quả đáng sợ." Ông Miller cho biết, Mỹ chưa xác nhận được tổng số người chết trong vụ tấn công, nhưng chắc chắn có nhiều nạn nhân là trẻ em đã chạy trốn khỏi chiến sự trong hơn một năm qua. Chúng tôi đã liên lạc với chính phủ Israel để hỏi về những gì xảy ra ở đó. Chúng tôi chưa biết về những yếu tố phía sau của không kích và chưa có lời giải thích đầy đủ từ phía Israel về những gì đã xảy ra. Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel David Abraham nói rằng họ đang tìm hiểu lý do vì sao có nhiều dân thường ở thành phố Beit Lahia, miền Bắc Gaza, khi cuộc không kích diễn ra vào ngày 29 tháng 10. Người phát ngôn này cho hay, dân thường ở đây đã được yêu cầu sơ tán từ vài tuần trước. Trong cuộc họp báo hồi tuần trước, tướng Elad Goren, người điều hành các nỗ lực nhân đạo của IDF cho dân thường tại Dải Gaza tuyên bố, không còn dân thường ở Beit Lahia. Phát ngôn viên Abraham giải thích rằng cuộc không kích được tiến hành khi IDF phát hiện một nghi phạm trong khu vực và họ không có ý định đánh sập tòa chung cư. Vụ tấn công tòa nhà 5 tầng ở Beit Lahia là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất trong chiến dịch tấn công của Israel vào miền Bắc Gaza. Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence bày tỏ bàng hoàng về vụ tấn công, gọi đây là một trong những cuộc tấn công đơn lẻ gây thương vong nhiều nhất ở Gaza suốt gần 3 tháng qua. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh yêu cầu mở cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và chi tiết về tình huống dẫn đến vụ tấn công, cũng như xác định người chịu trách nhiệm. Đây không phải lần đầu tiên quân đội Israel bị tố không kích gây thương vong lớn tại Beit Lahia. Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, ít nhất 87 người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của IDF vào thành phố này đêm 19 tháng 10. Tại Liban ngày 29 tháng 10, ít nhất 8 người cũng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào Sidon, thành phố lớn thứ 3 của Liban. Vụ tấn công đã san phẳng 3 tòa nhà dân cư. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm người sống sót. Các cuộc tấn công của Israel tới nay đã làm hơn 2.700 người Liban thiệt mạng, 1,2 triệu người Liban phải di rời. Israel cho biết khoảng 50 binh lính và thường dân của họ đã thiệt mạng và khoảng 60.000 cư dân của các cộng đồng phía Bắc Israel đã phải di rời. Ngày 30 tháng 10, trong tuyên bố đầu tiên sau khi tiếp nhận vị trí thủ lĩnh mới của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Naim Qasim nêu rõ có thể đồng ý ngừng bắn với Israel theo các điều khoản có thể chấp nhận được. Trong tuyên bố, ông Qasim cho biết sẽ chấp nhận việc dừng giao tranh theo các điều kiện mà Hezbollah thấy phù hợp và thích hợp. Tuy nhiên, theo ông, chưa có thỏa thuận phù hợp nào được đưa ra. Ông cũng tuyên bố sẽ tuân thủ các sách lược do người tiền nhiệm Hassan Nasrallah đề ra và khẳng định nhóm này có thể tiếp tục chiến đấu trong nhiều tháng nữa. Trong khi đó, các nỗ lực thúc đẩy các lệnh ngừng bắn ở khu vực vẫn đang được tiến hành. Ngày 31 tháng 10, dự kiến các quan chức an ninh Mỹ, bao gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns và các đặc phái viên Tổng thống Mỹ Brett McGurk và Amos Hochstein sẽ đến Ai Cập và Israel để thảo luận các vấn đề liên quan đến Iran, Liban và việc thả con tin ở Dải Gaza. Theo các nguồn tin, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng Michael Eric Kurila cũng có mặt tại khu vực này và sẽ đến Israel. Liên quan tới các cuộc đàm phán hòa bình cho Trung Đông, ngày 29 tháng 10, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Qatar sẽ làm việc với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho đến phút cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Theo phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông, các cuộc thương lượng giữa Israel với các bên liên quan về hạ nhiệt chiến sự ở cả hai mặt trận, Gaza và Liban, đang có những dấu hiệu tích cực cùng tiến triển đáng ghi nhận. Theo truyền thông Israel, đêm qua, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã tiến hành tham vấn với các quan chức chính phủ, tướng lĩnh quân đội và tình báo về triển vọng thúc đẩy các điều khoản chấm dứt xung đột với phong trào Hezbollah ở Liban. Các nguồn tin cho biết, Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer đứng đầu nhóm xây dựng các điều khoản đề xuất với khuyến nghị Israel nên thúc đẩy ngừng bắn dựa trên cơ sở là những thành quả quân sự đạt được trên thực địa những tuần gần đây. Cuộc tham vấn có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad và người đứng đầu Cơ quan An ninh Shin Bet. Trong đó, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Herzi Halevi khuyến nghị một cách mạnh mẽ việc tìm kiếm một thỏa thuận đình chiến thông qua đàm phán với niềm tin rằng cục diện hiện tại ở Liban hoàn toàn có thể thúc đẩy một tiến trình tách biệt với cuộc xung đột tại Dải Gaza. Trước đó, hãng tin Inet của Israel cũng cho biết một số quan chức cấp cao nước này xác nhận đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa IDF và Hezbollah. Theo đó, các cuộc thương thảo hiện nay đang ở trong giai đoạn tiến triển và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hochstein có thể trở lại Israel và Liban trước ngày 5 tháng 11 để chốt thỏa thuận cuối cùng. Còn với tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas ở dải Gaza, Inet tối qua đưa tin các bên đang thảo luận khả năng thực thi một đề xuất ngừng bắn mới kéo dài khoảng 1 tháng kèm điều kiện phóng thích từ 11 đến 14 con tin. Đề xuất đã được người đứng đầu cơ quan an ninh Shin Bet của Israel Roni Bar đưa ra cho phía Qatar ít ngày trước đó khi ông Ba tới Doha. Theo đề xuất, các con tin được trả tự do sẽ là phụ nữ và người lớn tuổi. Kênh số 12 của Israel củng cố thêm thông tin này khi nói rằng phía Qatar đang thúc đẩy khung đề xuất ngừng bắn mới. Tờ Thời Đại của Israel cũng dẫn lời một quan chức Israel nói rằng vòng đàm phán mới có thể được nối lại tại Ai Cập trong tuần này. Cho tới đêm qua, giới chức Ai Cập chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về kế hoạch đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong ngày 29 tháng 10, Ngoại trưởng nước này và Ngoại trưởng Qatar đã có cuộc điện đàm trao đổi về đề xuất ngừng bắn kéo dài 2 ngày kèm điều kiện phóng thích 4 con tin do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua. Trong khi đó, quan chức cấp cao Hamas Sami Abu Zuhri thông báo nhóm này đang nghiên cứu đề xuất mới do các nhà trung gian đưa ra. Quan chức Hamas không cho biết cụ thể đề xuất nào đang được xem xét là phương án ngừng bắn 2 ngày và trả tự do cho 4 con tin do Ai Cập đề xuất, hay là mục tiêu ngừng bắn 1 tháng kèm điều kiện phóng thích từ 11 đến 14 con tin, song nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Israel rút hoàn toàn lực lượng ra khỏi dải Gaza. Về phía Qatar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Majid Al-Ansari hôm qua khẳng định Doha sẽ cùng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực đến phút cuối cùng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước thời điểm mùng 5 tháng 11 khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Làn sóng đáp trả tiếp theo của Israel và Iran được cho là phản ứng riêng biệt sau vụ nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị thiết bị bay không người lái UAV tấn công. Theo kênh truyền hình Channel 13 của Israel, trong cuộc họp nội các tối 27 tháng 10, các bộ trưởng nước này đã được thông báo rõ ràng rằng sẽ có đợt tấn công thứ hai nhằm vào Iran, đồng thời lưu ý cuộc tấn công này sẽ được thực hiện nhằm đáp trả vụ tấn công bằng UAV vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu cách đây chưa đầy 2 tuần. Lực lượng Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trước đó, rạng sáng ngày 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Chiến dịch những ngày sám hối của Israel được triển khai với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, bao gồm cả các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiên tiến. Các mục tiêu IDF nhắm đến nằm ở các khu vực khác nhau, bao gồm các khu vực có cơ sở được Iran sử dụng để phóng tên lửa về phía Israel trong năm qua, các hệ thống tên lửa đất đối không và khả năng phòng không của Iran, vốn được thiết kế để hạn chế khả năng hoạt động trên không của Israel tại Iran. Cuộc tấn công được tiến hành gần 1 tháng sau khi Iran bắn khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Kênh 13 đưa tin, các bộ trưởng tại cuộc họp nội các đã được thông báo rõ ràng rằng cuộc tấn công của Israel và Iran vừa qua không bao gồm phản ứng đối với việc UAV tấn công nhà thủ tướng và dự kiến sẽ có một phản ứng khác. Kênh 13 không nêu rõ các bộ trưởng nhận thông báo từ ai. Tuần trước, lực lượng Hezbollah tuyên bố họ nhận trách nhiệm hoàn toàn khi tấn công nơi ở của ông Netanyahu tại thị trấn ven biển Caesarea. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Iran và các lực lượng thân với nước này sẽ phải trả giá đắt sau vụ tấn công. Hiện vẫn chưa rõ Iran phản ứng ra sao trước cuộc tấn công ngày 26 tháng 10. Trong phát biểu sau đó một ngày, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị xem nhẹ, cũng như không nên bị phóng đại. Theo lãnh tụ tối cao của Iran, Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Iran đối với Israel nên được xác định bởi các quan chức nước này. Những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước nên được thực hiện, ông Khamenei nhấn mạnh. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghe cảnh báo Tehran sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra phản ứng rõ ràng và hiệu quả đối với Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ đã mô tả các cuộc không kích của Israel là tương xứng và kêu gọi Tehran không đáp trả, tránh tình hình căng thẳng leo thang và các cuộc tấn công đáp trả qua lại, mở rộng thành cuộc chiến khu vực. Ngày 29 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban đã công bố lãnh đạo mới, thay thế thủ lĩnh đã bị quân đội Israel hạ sát cách đây gần 1 tháng. Trong khi đó, tại Iran, quốc gia Hồi giáo có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, bước đi được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa đến từ Israel. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Thông báo của Hezbollah cho biết nhóm này đã chọn ông Naim Qasim, phó tổng thư ký, giữ chức tổng thư ký thay thế ông Hassan Nasrallah, bị không quân Israel hạ sát trong cuộc không kích vào Liban hồi cuối tháng 9 vừa qua. Ông Qasim sinh năm 1953 tại Beirut, đảm nhận chức phó tổng thư ký Hezbollah từ năm 1991. Theo truyền thông khu vực, Kể từ sau khi ông Nasrallah bị hạ sát, ông Qasim đóng vai trò quyền tổng thư ký của Hezbollah, dù trên thực tế ứng cử viên nặng ký nhất thay thế ông Nasrallah là Chủ tịch Hội đồng điều hành Hezbollah, ông Hashem Safieddine. Tuy nhiên, ông Safieddine cũng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Liban hôm 4 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, tại Iran, người phát ngôn chính phủ nước này Fatema Mohajerani hôm nay thông báo quốc gia Hồi giáo có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức gấp đôi hiện nay. Quan chức Iran không cho biết quy mô cụ thể của khoản ngân sách quốc phòng mới, song khẳng định kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng nằm trong tổng thể ngân sách đã được chính phủ xây dựng và trình lên Quốc hội để thông qua. Theo một số nguồn tin và nhà phân tích khu vực, quyết định tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Iran là nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Israel. Sáng sớm ngày 26 tháng 10 vừa qua, không quân Israel đã mở liên tiếp 3 đợt tập kích dữ dội đánh phá các cơ sở quân sự ở 3 địa phương khác nhau của Iran. Israel khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel tối 1 tháng 10 và đã đạt yêu cầu đề ra, đó là làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ và sức mạnh pháo binh của Iran. Về các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Liban giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, báo chí Israel dẫn lời các quan chức nước này cho biết đã đạt được tiến bộ. Theo đó, đặc phái viên Mỹ có thể trở lại Trung Đông để chốt thỏa thuận trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Theo hãng tin Inet của Israel, một số quan chức cấp cao nước này nói rằng đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah ở Liban. Nguồn tin cho biết, các cuộc thương thảo hiện đang ở giai đoạn tiến triển và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hochstein có thể trở lại Israel và Liban trước ngày 5 tháng 11 để chốt thỏa thuận cuối cùng. Trong trường hợp đàm phán tiếp tục tiến triển, lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ bắt đầu rút quân khỏi hầu hết các khu vực tại Nam Liban. Khi thỏa thuận được ký kết và thực thi, Hezbollah sẽ chỉ hiện diện ở bờ bắc sông Latini, trong khi quân đội Liban sẽ triển khai hàng nghìn binh sĩ đến khu vực biên giới giáp Israel. Thỏa thuận cũng bao gồm một cơ chế giám sát quốc tế tại Nam Liban với sứ mệnh kiểm tra và thực hiện báo cáo hành vi vi phạm. Trong trường hợp quân đội Liban hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Liban không thể xử lý các vi phạm, quân đội Israel có quyền mở lại các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng. Nguồn tin Israel khẳng định các cuộc thảo luận đang được tiến hành với các nhà trung gian quốc tế, song không nêu danh tính cụ thể. Tuy nhiên, Inet tiết lộ rằng Nga tham gia tiến trình thương lượng này với vai trò giám sát. Cả Mỹ, Israel cùng các bên liên quan khác chưa xác nhận thông tin về các cuộc đàm phán cũng như tiến bộ đã đạt được. Thời gian, địa điểm và thành phần các bên tham gia thương lượng cũng chưa được công bố. Ngày 28 tháng 10, Israel thông báo nước này đã thảo luận với các nhà trung gian quốc tế về đề xuất đàm phán mới với Hamas về thỏa thuận trả tự do cho các con tin Israel trong bối cảnh lực lượng của Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza và Liban. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo của nước này, David Barnea, đã gặp các quan chức của Mỹ và Qatar tại Doha và nhất trí cần thảo luận với Hamas về thỏa thuận trả tự do cho các con tin mà phong trào Hồi giáo này bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thông báo trên được công bố 2 ngày sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn 2 ngày và trao đổi con tin có giới hạn số lượng mà ông cho rằng có thể làm cơ sở dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết thêm, tại cuộc gặp gỡ ở Doha, các bên cũng đã thảo luận về một khuôn khổ thống nhất mới, kết hợp các đề xuất trước đó và cũng tính đến các vấn đề chính và diễn biến gần đây trong khu vực. Trong những ngày tới, các bên hòa giải và phong trào Hamas sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận để đánh giá tính khả thi của các cuộc đàm phán và tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận. Trong khi đó, phát biểu trước các nghị sĩ trong phiên khai mạc kỳ họp mùa đông của Quốc hội Israel ngày 28 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông muốn tìm kiếm hòa bình với các quốc gia Ả Rập giữa lúc Washington đang tìm cách tập hợp các quốc gia Ả Rập xung quanh kế hoạch dài hạn về quản lý Gaza thời hậu chiến và các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ tiếp theo với Israel sau Hiệp định Abraham năm 2020. Nhà lãnh đạo Israel bày tỏ, tôi mong muốn tiếp tục tiến trình mà tôi đã thực hiện cách đây vài năm với việc ký kết các Hiệp định Abraham lịch sử để đạt được hòa bình với các nước Ả Rập khác. Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian đã giúp các nước vùng vịnh như Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như Maroc, bình thường hóa quan hệ với Israel. Hiệp định Abraham đạt được dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tìm cách quay trở lại Nhà Trắng. Mỹ từ lâu đã tìm cách làm trung gian cho thỏa thuận giữa Ả Rập Xê Út và Israel. Tuy nhiên, Riyadh đặt điều kiện cho thỏa thuận này là phải công nhận nhà nước Palestine độc lập, việc mà Tel Aviv bác bỏ. Ả Rập Xê Út đã không tham gia các thỏa thuận năm 2020 và chưa bao giờ công nhận Israel. Tuy nhiên, một thỏa thuận dường như đã gần đạt được vào năm ngoái, trước khi xảy ra vụ đột kích bất ngờ ngày 7 tháng 10 năm 2023 của phong trào Hamas vào Israel, dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu nhất từ trước đến nay ở dải Gaza. Theo kênh truyền hình France 24 của Pháp, dù phải hứng chịu đòn tấn công hủy diệt của Israel trong hơn một tháng qua, Hezbollah vẫn thể hiện khả năng tiến hành các cuộc tập kích sâu vào trong lãnh thổ đối phương. Điều này cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của phong trào vũ trang ở Liban này trong việc duy trì hoạt động quân sự. Kênh France 24 dẫn lời giáo sư Fawaz Georges thuộc Trường Kinh tế London, Anh cho rằng, mặc dù chịu tổn thất nặng nề, Hezbollah đã giành lại thế chủ động và đang thực hiện các đòn phản công hàng ngày vào Israel. Điển hình là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào nơi ở của Thủ tướng Israel Netanyahu ở Caesarea, một địa điểm cách xa biên giới Liban. Israel đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa Hezbollah từ cuối tháng 9 năm nay. Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều vị trí của phong trào này ở miền nam Liban, thung lũng Bekaa và cả thủ đô Beirut. Đáng chú ý, các đợt tấn công đã tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, bao gồm Tổng thư ký Hassan Nasrallah và người kế nhiệm Hashem Safieddine. Mới nhất ngày 28 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng 150 quả tên lửa, tấn công khu vực phía bắc Israel. Đợt tập kích mới nhất nhắm vào khu vực Kiryat Shmona và các thị trấn lân cận. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cấu trúc tổ chức đặc biệt của Hezbollah chính là chìa khóa giúp họ duy trì khả năng chiến đấu. Nhóm này áp dụng mô hình trao quyền cho cấp dưới, đưa ra quyết định độc lập trên chiến trường dựa trên ý định của chỉ huy. Theo đó cho phép các đơn vị cơ sở tự đưa ra quyết định chiến đấu. Điều này giúp họ vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi mất đi hàng loạt chỉ huy cấp cao. Về tiềm lực, Hezbollah được cho là có khoảng 50.000 thành viên, trong đó một nửa là lực lượng dự bị. Họ còn sở hữu kho vũ khí lên tới 200.000 tên lửa, nhiều loại có khả năng tấn công sâu vào trong lãnh thổ Israel. Các đơn vị tên lửa của họ được huấn luyện để có thể thiết lập vị trí, khai hỏa và rút lui chỉ trong thời gian ngắn. Giáo sư Georges nhận định, mục tiêu của Hezbollah không phải là đánh bại hoàn toàn Israel, mà là ngăn cản đối phương đảm bảo được an ninh. Chiến thuật này đã từng được Hezbollah áp dụng thành công trong cuộc chiến năm 2006, khi mà các đơn vị nhỏ của Hezbollah đẩy lùi được các đơn vị xe tăng Israel nhờ am hiểu địa hình phức tạp ở miền nam Liban. Kinh nghiệm từ việc tham gia cuộc nội chiến Syria cũng giúp các thành viên Hezbollah trau dồi khả năng đối phó với các phương tiện quân sự thông thường. Sau hơn một tháng giao tranh, Israel vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được bất kỳ ngôi làng nào ở miền nam Liban, cho thấy tính hiệu quả trong chiến thuật của Hezbollah. Như vậy, dù đã mất đi phần lớn lãnh đạo cấp cao và chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, cấu trúc tổ chức phi tập trung cùng chiến thuật du kích linh hoạt đã giúp Hezbollah duy trì được khả năng tác chiến và tiếp tục gây áp lực lên Israel. Trong khi đó, tại Liban, cơ quan y tế nước này thông báo gần 50 người đã chết trong loạt không kích dữ dội mới nhất của quân đội Israel vào thung lũng Bekaa ngày 28 tháng 10. Trong đó, hai khu vực bị oanh tạc ác liệt nhất là Babek và Bachikot. Các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Liban đã nâng tổng số người thiệt mạng ở Liban lên 2.710 người, trong đó có 689 phụ nữ và trẻ em, kể từ khi cuộc chiến bùng phát ngày 8 tháng 10 năm ngoái giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Số liệu của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu thành viên Hezbollah nằm trong số những người thiệt mạng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel ước tính khoảng 2.000 tay súng và thành viên Hezbollah đã bị loại ra khỏi cuộc chiến. Ngoài ra, khoảng 100 chiến binh khác không phải thành viên Hezbollah cũng đã bị hạ sát trong các cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel vào Liban. Về phía Hezbollah, lực lượng này xác nhận có 516 thành viên thiệt mạng trong các cuộc đối đầu hỏa lực với quân đội Israel. Phần lớn số thương vong này xảy ra tại Liban, một số ít tại Syria. Tuy nhiên, truyền thông Israel cho rằng số liệu này của Hezbollah chưa bao gồm thương vong kể từ khi IDF phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn mang mật danh mũi tên phương Bắc vào Liban sáng sớm 23 tháng 9 vừa qua. Liên quan đến cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, Quốc hội Israel ngày 28 tháng 10 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm cơ quan này hoạt động trên lãnh thổ Israel, mặc dù vấp phải sự phản đối của Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Với 92 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật sau nhiều năm chỉ trích gay gắt cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc. Đây là cơ quan cung cấp viện trợ và hỗ trợ thiết yếu cho toàn bộ các vùng lãnh thổ của Palestine và cho những người tị nạn Palestine suốt hơn 7 thập kỷ qua. Luật mới quy định, cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine sẽ không được phép cử đại diện, cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, trên lãnh thổ Israel. Phản ứng trước động thái của Israel, trong bài đăng trên mạng xã hội X, người đứng đầu cơ quan này Philip Lazarini đã lên tiếng chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel là chưa từng có và đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Theo ông Lazarini, luật mới của Israel đã đi ngược lại tinh thần của Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm các nghĩa vụ của nhà nước Israel theo luật pháp quốc tế, làm sâu sắc thêm nỗi thống khổ của nhân dân Palestine, đặc biệt là ở Gaza. Về phần mình, Cố vấn Truyền thông của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine Adnan Abu Hasna tuyên bố, quyết định cấm cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc hoạt động trên lãnh thổ Israel sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của toàn bộ tiến trình nhân đạo. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera Mubashir của Qatar, ông Hasna đánh giá động thái của Israel là bước leo thang chưa từng có. Trước đó cùng ngày, cả Mỹ và Anh đều bày tỏ quan ngại đối với sự kiện Quốc hội Israel xem xét thông qua dự luật cấm cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc hoạt động. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh, "Chúng tôi đã nêu rất rõ với chính phủ Israel về mối quan ngại sâu sắc đối với dự luật được đề xuất này, đồng thời khẳng định lại vai trò hết sức quan trọng của cơ quan này trong công tác phân phát viện trợ nhân đạo ở dải Gaza." Liên quan đến Iran, Mỹ ngày 28 tháng 10 đã cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công trả đũa Israel hoặc các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28 tháng 10, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, trong trường hợp Iran tấn công, Mỹ sẽ không lưỡng lự trong hành động để tự vệ. Theo Đại sứ Mỹ, Washington không muốn thấy thêm hành động leo thang và hy vọng giao tranh trực tiếp giữa Iran và Israel sẽ chấm dứt. Hiện, thông điệp của Mỹ đối với Israel vẫn rõ ràng. Chúng tôi sẽ luôn giúp bảo vệ người dân và lãnh thổ của họ khỏi sự tấn công của Iran và các đối tượng khủng bố. Thông điệp của chúng tôi đối với Iran cũng vẫn như vậy. Nếu họ chọn thực hiện thêm các hành động nhằm vào Israel hoặc nhân viên Mỹ trong khu vực, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động để tự vệ. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh Israel cuối tuần qua đã không kích một số mục tiêu quân sự ở Iran. Động thái của Israel nhằm trả đũa việc Iran bắn 200 quả tên lửa đạn đạo vào Israel hồi đầu tháng. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Syed Iravani cáo buộc Mỹ đồng lõa với Israel thông qua viện trợ quân sự cho nước này. Đại sứ Iran cũng khẳng định, Iran theo đuổi ngoại giao và nước này bảo lưu quyền đáp trả. Trách nhiệm cho sự leo thang căng thẳng này hoàn toàn thuộc về Israel và chắc chắn là những nước tạo điều kiện cho họ. Đứng đầu trong số đó là Mỹ, vẫn là quốc gia ủng hộ chính. Họ ủng hộ Israel thực hiện những hành động làm leo thang căng thẳng. Về phần mình, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danan kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt trừng phạt đối với các cơ sở quân sự và kinh tế của Iran, đồng thời có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn Iran có được năng lực hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp công khai khẩn cấp do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức vào ngày 28 tháng 10 theo đề nghị của Iran, Algeria, Trung Quốc và Nga, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông lên tiếng cảnh báo tình hình toàn bộ khu vực Trung Đông đang trên bờ vực nguy hiểm, lên án mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt mọi hành động khiêu khích. Tuấn Đạt, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Phó Thông cho biết, Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào nhiều nơi ở Iran vào ngày 26 tháng 10, gây thiệt hại cho các cơ sở và thương vong cho người dân. Trung Quốc lên án bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, phản đối hành động phá hoại, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Theo ông, mối quan hệ hiện tại giữa Iran và Israel cũng như tình hình toàn bộ Trung Đông đang trên bờ vực nguy hiểm. Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang do hành động của Israel gây ra, kêu gọi nước này chấm dứt mọi hành vi khiêu khích. Các bên cần giữ bình tĩnh, kiềm chế, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời quay trở lại con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Ông Phó Thông cho rằng, xung đột ở Gaza vẫn kéo dài và tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Vào thời điểm quan trọng này, các bên liên quan cần lắng nghe lời kêu gọi về ngừng bắn, chấm dứt xung đột của cộng đồng quốc tế, thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nỗ lực hạ nhiệt tình hình, khôi phục hòa bình, ổn định trong khu vực. Mọi hành động khiêu khích bất chấp hậu quả, phiêu lưu quân sự nhằm mở rộng xung đột là vô trách nhiệm, dễ dẫn đến tính toán sai lầm và gây hậu quả thảm khốc. Ông cũng chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến căng thẳng tiếp tục xấu đi ở Trung Đông là do lệnh ngừng bắn ở Gaza không thể thực hiện. Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn bị đình trệ. Điều này không chỉ làm xói mòn thẩm quyền của chính Hội đồng Bảo an mà còn không có lợi cho giải quyết căn bản cuộc xung đột. Đại diện thường trực của Trung Quốc nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Hội đồng Bảo an nên tận dụng tốt mọi biện pháp do Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép để đảm bảo các nghị quyết liên quan được thực hiện. Trung Quốc kêu gọi các nước có ảnh hưởng quan trọng với Israel đặt việc cứu người và ngăn chặn xung đột lên hàng đầu, từ bỏ mọi tính toán chính trị khác, ủng hộ Hội đồng Bảo an thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn đối với tình hình hiện tại, thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức, hạ nhiệt căng thẳng và hạn chế xung đột lan rộng. Ngày 28 tháng 10, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời lên án các cuộc tấn công không thể chấp nhận được từ phía Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, khi nước này tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Phát biểu tại một diễn đàn ở Barcelona, Tây Ban Nha, ông Borrell nhấn mạnh, Liên minh châu Âu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức qua đường xanh phân định giới tuyến giữa Liban và Israel, đồng thời tôn trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như nghị quyết năm 2006 giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah vào thời điểm đó, có đoạn chỉ nên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và quân đội Liban ở miền nam Liban. Trong khuôn khổ diễn đàn trên, đại diện EU cũng chỉ trích các cuộc oanh kích của lực lượng Israel nhằm vào các cơ sở và nhân sự của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL. Đề cập cảnh báo của Liên Hợp Quốc rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai tới nay, ông Borrell nhấn mạnh, diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo từ khu vực Địa Trung Hải lần này phải hành động mạnh mẽ hơn nữa thay vì chỉ bày tỏ mối quan ngại. Ông cho rằng cách thức mà Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Gaza nhằm cả vào dân thường đang đặt ra những lo ngại nghiêm trọng và kèm theo đó là quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.